mùa giải vừa qua thì do Hà Nội cũng gặp sự may mắn khi mà các thủ chấn thương khá nhiều từ đầu mùa giải, thì cái phong độ Hà Nội đầu mùa giải chưa tốt. Tuy nhiên thì cái sự cố gắng, sự đoàn kết của Hà Nội ở giai đoạn cuối là có sự thành công rồi. Thì thực ra chúng tôi cũng có một siêu cúp, một cúp quốc gia, và về nhìn tại V-League thì không được đúng như ý vọng, nhưng mà thật sự là đó là cái thành công của toàn thể đội bóng rồi. Với Giovane thì bạn ấy là một người cũng hiền lành nhưng mà hơi ít nói, thì có lẽ là do môi trường mới thì Giovane sẽ sớm hòa nhập cùng đội bóng, và bản thân chúng tôi thì luôn luôn đón chào các cầu thủ đến từ tất cả đội bóng, và dù là cầu thủ ngoại hay cầu thủ người Việt Nam thì về Hà Nội thì sẽ có được sự hòa nhập cũng như là sự chờ đợi của tất cả mọi người. Bản thân tôi nghĩ thì vì năm nay đội tuyển quốc gia tập trung cho nên là mọi sự ghi nhận đều phụ thuộc vào V-League cũng như quốc gia, thì tôi nghĩ là một vài cái tên nổi bật thì như là Văn Quyết, Quang Hải hay ở của Viettel đó là Bùi Yên Dũng hay Quế Ngọc Hải sẽ là những cái tên mà cạnh tranh cho vị trí của ông ạ. Môi trường bóng đá ngoài thì đúng là một cái ước mơ của không chỉ em mà tất cả các thủ Việt Nam, thì được ra ngoài, được cọ sát, được gọi là được học thêm rất là nhiều thứ mà trước đây mình chưa từng thử. Thì hiện tại do dịch Covid thì cái việc đi ra nước ngoài khó khăn hơn cho các cầu thủ. Tuy nhiên thì nếu như trong tương lai mọi thứ được dịch bệnh được kiểm soát và có cơ hội, thì em nghĩ là không chỉ bản thân mình mà tất cả cầu thủ nên thử một lần để ra nước ngoài. Cái mục tiêu vòng loại World Cup thì tất cả mọi người đều mong muốn, và kể cả huấn luyện viên trưởng cũng như là toàn thể các cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam đều hướng tới. Thì hiện tại thì đội Việt Nam đang khởi đầu khá là tốt, và cái chặng đường phía trước tuy là còn nhiều khó khăn nhưng mà mọi người sẽ đoàn kết những quyết tâm để lần đầu tiên được vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Thật ra thì với câu lạc bộ Hà Nội hiện tại thì khi mà các trụ cột cũng đã trở lại sau chấn thương, thì phải nói là hiện tại chúng tôi đang gặp phùng hoàng thừa chứ không có nhiều lo lắng về tình trạng chấn thương hoặc này hay là lo thiếu hụt vị trí nào cả. Tất cả các cầu thủ Hà Nội đều luôn luôn sẵn sàng cho mùa giải mới, và nếu như hoàn toàn đủ lực lượng thì chúng tôi luôn luôn hướng tới ngôi vị cao nhất trong tất cả mùa giải. Với tôi thì Gia Lai luôn luôn là một đội bóng có khả năng chơi tốt tại V-League. Mặc dù là có thời điểm họ chơi chập chờn nhưng mà các cầu thủ đều là các cầu thủ tốt, và có lẽ là sự trở lại của Giatisak sẽ giúp Hoàng Gia Lai tiến bộ hơn trong thời gian tới. Cũng giống như Văn Quyết thì Thành Lương cũng là một thủ rất là kinh nghiệm rồi, anh ấy chơi ở V-League gần chục năm rồi, thì Thành Lương ngay trong buổi tập thì anh ấy luôn luôn nhắc nhở động viên cũng như là đốc thúc, mặc dù là đã cũng là cầu thủ có tuổi rồi nhưng mà cái tinh thần tập luyện thì chưa bao giờ xuống cả. Các cầu thủ tập luyện rất là nhiệt huyết cũng như là truyền lửa rất là nhiều, kể cả trong tập luyện cũng như thi đấu, thì đấy là cái điều mà các cầu thủ trẻ luôn luôn phải nhìn vào và học hỏi.